Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game là Đại Chiến Hải Tặc nha. Thì con này chính thức open server mới nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 2 nha, server 2 Zogo vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2022 nha anh em. Tức là ngày hôm nay nha anh em. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em cái bộ Cody Tân Thủ nha. Thì Cody Tân Thủ mình để trong phần mô tả luôn nha anh em. Thì mấy anh em sẽ được là cấp 99, cấp 89 nha anh em. Cộng VIP 10, cộng 9999 kim ngân bảo nha. Đấy, 6 quân số 9 kim bảo nha anh em. Và tặng thêm là 999 bạc nha. Và 999 kim ngân bảo phá nha anh em. Đấy, đặc biệt là tặng thêm cho mấy anh em là 50 cao su nha, 50 cao su web nha anh em. Đấy, khi mấy anh em tạo tài khoản ha, quà tặng in game đồ rất nhiều quà tặng cho mấy anh em nha anh em. Thì anh em có thể chơi con này tại cái đường link là đại tặc hải chiến com nha. Đấy. Thì một con game rất là ok luôn nha, vượt quá hoàn toàn nha anh em. Thì anh em có thể làm thêm cái nhiệm vụ là lái xe nha. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước thì anh em gửi về bay, anh em sẽ nhận được phần thưởng lái xe là 500k kim bảo không phá nha, và 500k kim bảo phá nha anh em, và thuốc ngẫu nhiên nhân 100 nha. Đó, thì ngoài những sự kiện lái xe thì anh em có thể tham gia những cái sự kiện như là đua top lực chiến ha. Đó, đua top lực chiến 7 ngày thì anh em có thể lên fanpage tham khảo thêm nha anh em. Đấy, rất là nhiều sự kiện in game cho mấy anh em chơi nha. Thì con này anh em có thể nạp qua ATM Momo nha anh em. Thì đây là số hotline ha, anh em có thể liên hệ nha. Đây là group Zalo, anh em có thể vào thảo luận nha anh em. Thì mấy anh em nhập code trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Đấy, thì anh em vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em nhập code vào nha anh em. Thì chỉ có 3 cái code thôi. Thì mấy anh em nhập hết code vào nha anh em. Rồi xong rồi mấy anh em nhận những phần quà của mình nha. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 2 nha anh em, server 2 sẽ chính thức open vào ngày hôm nay nha, vào lúc 11 giờ nha anh em. Đấy, chính thức open server 2 Zogom nha. Anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi đây là giao diện game nha anh em. Game đã được duyệt quá hoàn toàn nha anh em. Đấy, một con game rất là ok luôn. Rồi mấy anh em nhớ nha, server 2 sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày hôm nay nha anh em. Ngày 11 tháng 12 năm 2022 nha anh em. Đấy, anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thank you.